con muỗi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt. Hóa ra câu này là thật. Người châu Phi đã giải thích câu này một cách hoàn hảo rằng mỗi mùa mưa, ở châu Phi những người sống gần hồ Victoria sẽ có một trận chiến lớn. Bất kể già trẻ, gái trai, ai nấy đều đem song nồi ở nhà đi vào rừng, điên cuồng vẫy tay về phía đàn muỗi dày đặc. Người không biết còn nghĩ rằng họ đang đuổi những đám muỗi khó chịu này đi, ít ai biết rằng họ đang có một bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Hồ Victoria là hồ nước ngọt lớn thứ hai trên thế giới. Vì hồ rất rộng nên mỗi mùa mưa sẽ có hàng trăm triệu con muỗi từ hồ bay lên, từng đàn bay kín khắp các khu vực hoạt động của con người. Cảm giác bị muỗi đốt đã không còn xa lạ gì với nhiều người. Nhưng xung quanh nhiều muỗi như vậy không lẽ lại không bị hút sạch máu sao? Nhưng các anh đen không bận tâm, ngược lại đây trở thành cơ hội để họ tiêu thụ lượng protein siêu cao. Bạn có biết được số lượng muỗi ở đây nhiều tới mức như thế nào không? Chỉ cần tiện tay lấy một cái giỏ và hơ trong không trung đã có thể bắt hàng ngàn con muỗi. Sau khi thu thập được lượng muỗi nhất định, nhào thành viên tròn như bột, bôi chút dầu lên tay, từ từ nặn thành hình bánh. Cuối cùng cho lên vỉ sắt và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi bên ngoài vàng giòn và bên trong chín mềm. Vậy là món bánh xèo muỗi thơm ngon đã sẵn sàng lên đĩa. Thấy chiếc bánh đen thùi lùi làm từ muỗi, chắc rằng mọi người cũng cảm thấy hơi ghê. Nhưng đừng đánh giá thấp nó, một chiếc bánh cần hàng trăm nghìn con muỗi. Người ta bảo rằng hàm lượng protein của nó gấp 7 lần thịt bò và thịt cừu. Muốn biết chiếc bánh xèo muỗi này có ngon hay không? Cứ nhìn biểu cảm của anh trai ngoại quốc này là biết. Anh ấy nói rằng vì món ngon đặc biệt này đã được chiên lên nên khi ngửi thấy rất thơm, ăn thì có vị như thịt cá, có hơi tanh nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nó được làm từ muỗi thì khó ai có thể nuốt trôi nổi. Hơn nữa, vì muốn đảm bảo hương vị nguyên bản và không mất đi chất dinh dưỡng, các anh đen thường chỉ chiên chín bên ngoài, bên trong vẫn còn sống. Theo quan điểm khoa học, làm bánh từ muỗi không an toàn chút nào. Trong muỗi có rất nhiều vi khuẩn, virus, đó là một trong những phương thức lây truyền vi trùng chính. Những ở các khu vực châu Phi nghèo khó, vẫn còn nhiều người đói và thiếu khả năng tiếp cận với nước sạch. Nếu bạn nói với một nhóm người đang sắp chết đói rằng món ăn đó mất vệ sinh, tôi nghĩ đó chỉ giống như việc bạn đánh giấm thôi. Có người đã từng nói, côn trùng có nhiều protein như thịt, vì thế đối với những người sống ở các khu vực nghèo khó ở châu Phi, côn trùng không hề đáng ghét xíu nào mà nó còn là một loại thực phẩm rất phổ biến ở châu Phi. Trái lại, ở thị trường châu Phi, giá côn trùng thậm chí còn cao hơn giá của rất nhiều loại thịt, côn trùng đắt hơn cả chục quả chuối. Bắt côn trùng bán lời hơn trồng chuối nhiều, điều này đã sinh ra nghề săn côn trùng. Đến mùa châu chấu, dân làng sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt này. Sáng sớm họ đã đi bắt châu chấu trong rừng. Giống trai châu chấu trong video này có thể đem bán với giá khoảng 20 hoặc 30 đô. Loại ấu trùng đuông trắng mập mạp này được ưa thích nhất nơi đây, cũng là loại đắt nhất. Một túi nhỏ giá đã hàng chục đô, cũng chỉ một số người giàu có hơn mới có thể mua được. Anh đến mua côn trùng nói, tôi ăn côn trùng như thế này vì chúng chứa lượng dinh dưỡng vô cùng phong phú. Chúng trắng trắng, mập mập, chứa nhiều chất bổ. Nếu bạn ăn những thứ này thường xuyên, bạn sẽ hiếm khi bị ốm lắm. Xem tới đây, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ côn trùng đắt như vậy thì còn đóng gạch làm gì, vừa mệt vừa bẩn. Nhưng đầu tiên chúng ta phải biết rằng giá của côn trùng cũng được chia thành cao và thấp. Ví dụ, những con muỗi, kiến và ruồi được đem làm thành bánh đen thùi lùi. Mặc dù chúng dễ bắt, nhưng trình bày không đẹp và mùi vị cũng tệ, nên đem bán không chỉ giá thấp mà còn rất khó bán. Còn nếu đó là một con sâu châu chấu hay ấu trùng đuông trắng mập mạp thì giá sẽ cao lắm, nhưng không phải mùa nào cũng có. Hơn nữa vào mùa, người thi nhau đi bắt côn trùng, nên việc cạnh tranh rất khốc liệt. Muốn bắt được nhiều côn trùng hơn thì chỉ đành mạo hiểm đi chỗ xa hơn. Muốn bắt sâu bướm còn phải đầu tư vào những thứ như pin và đèn, chờ đợi suốt đêm. Có khi xui xẻo, thức nguyên đêm cũng chỉ bắt được một vài con. Chắc rằng tầm tháng 5, tháng 6, rất nhiều người trong số chúng ta đều từng bị một lượng lớn muỗi bay vào nhà mỗi tối. Điều đó quá phiền đối với chúng ta, nhưng trong mắt anh đen những con muỗi này đều là món ăn mỹ vị, tất cả đều là tiền. Họ sẽ treo bóng đèn trước nhà, đặt một chậu nước bên dưới. Muỗi rất thích sáng, chúng sẽ liên tục va chạm xung quanh bóng đèn. Một số con kiệt sức sẽ rơi xuống nước và chết đuối trong chậu. Những con không rơi vào chậu nước anh da đen sẽ lấy danh nghĩa vì dân diệt bọ mà tiễn chúng lên đường ngay. Chẳng mấy chốc, hai cái chậu lớn đã đầy muối. Hôm sau đem đi rửa rồi đem phơi dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi loại bỏ cánh muối thì đem chiên trong dầu, thế là xong một món muối tốn rượu rồi đây. Nếu đem đi bán, chắc chắn được không ít tiền. Ở châu Phi, từ phố lớn tới ngõ nhỏ đều có thể thấy những người bán côn trùng. Các loại côn trùng nhỏ như con muỗi tới to như bọ hung, loại nào cũng có. Đây là miền Nam châu Phi. Con sâu bướm lớn này thậm chí còn trở thành vật để làm ăn buôn bán. Đó là ấu trùng bướm chúa, ăn lá của cây mopane địa phương. Đó là lý do tại sao nó còn được gọi là sâu bướm mopane. Những con sâu này dài bằng ngón tay, to như điếu xì gà, chỉ có ở Nam Phi. Mỗi năm thu hoạch được khoảng 9,5 tỷ con sâu bướm mopane.
sâu mô pen giấy khô đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu đô la được xuất khẩu sang các nước khác. Mỗi khi vào mùa, họ sẽ xách xô vào rừng bắt sâu bướm, dùng tay bóp các cơ quan nội tạng ra. Sau khi bóp ra một chất lỏng nhớt màu xanh lá cây, họ sẽ đem sâu về nhà và đun sôi trong nước muối, phơi nắng cho khô, vậy là có thể đem bán rồi. Tại nhà hàng cao cấp ở châu Phi, thức ăn được nấu từ sâu bướm mô pen đã trở thành đặc sản địa phương được thực khách yêu thích. Theo như tôi tìm hiểu, sâu bướm mô pen chứa các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhiều gấp 3 lần protein có trong thịt bò. Mặc dù côn trùng có giá trị dinh dưỡng cao và chứa nhiều chất đạm hơn, nhưng tôi vẫn muốn cảnh báo mọi người nhiều loài côn trùng trong tự nhiên có độc. Cho dù nó không có độc, thì một số côn trùng trong tự nhiên ít nhiều sẽ mang theo virus gây bệnh, ký sinh trùng, vi khuẩn. Nếu bạn thực sự muốn thử, vậy thì tốt nhất nên chọn loại côn trùng do người nuôi và nhớ nấu chín hoàn toàn. Được rồi, nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ nhấn like và theo dõi kênh để đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.